Chắc chắn tiếng Việt sẽ luôn đi khắp mọi nơi trên thế giới cùng với những người con đất Việt. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng ghé thăm cuộc sống của một số đồng bào ta ở nước ngoài để xem chúng ta đang yêu tiếng nước tôi như thế nào. Ở một bầu trời khác, nơi ấy có những người Việt đang sinh sống. Và ở nơi ấy, tiếng Việt cũng đang gieo lên những tiếng yêu thương của mình. Chú vì con, như thế không hỏi bà, tôi cũng không về nhà. Bà ngáp ngơ, mẹ ngáp ngơ, chú vì thật là hư. Giỏi quá, Hoan ơ. Một ai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Tôi tên là Simone Panuto. Tôi tên là Davide Sasha. Hoàng Yến, một du học sinh Việt Nam tại Ý, đã có một cảm nhận rất rõ rệt về tiếng Việt kể từ khi xa nhà, xa tiếng bố mẹ hàng ngày. Trong suốt quá trình đi du học thì mỗi khi có chuyện khó khăn, giọng nói của cha, của mẹ bằng tiếng Việt, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ luôn là điều mà mình cần nhất, luôn là điều mà khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vậy nên mình luôn quan niệm rằng dù có đi đến đâu trên thế giới này, dù có biết được bao nhiêu ngôn ngữ đi chăng nữa, thì tiếng Việt luôn là điều mà mình cần được giữ ở trong tim và cần được trau dồi mỗi ngày. Chúc mừng năm mới! Tại đất nước hình chiếc ủng này, còn có nhiều gia đình người Việt khác đang sinh sống. Ở đó, tiếng Việt cũng được nuôi dưỡng từng ngày. Gia đình chị Jenny Hạnh cùng chồng sống tại Ý đã 7 năm và có hai bé gái đều nói tiếng Việt rất giỏi. Để giúp các con tiếp xúc được với nhiều tiếng Việt, gia đình chị luôn tìm cách tạo ra một bầu không khí tiếng Việt tràn ngập. Bà ngoại đọc truyện cổ tích và cả gia đình cùng nhau học tiếng Việt. Trong gia đình thì mình thường xuyên dùng tiếng Việt với các bạn. Dù là các bạn đi học thì các bạn vẫn nói tiếng Ý. Nhưng mà về đến nhà thì gia đình mình có nguyên tắc là các bé phải nói với mẹ và bà ngoại bằng tiếng Việt. Các bé quên nói tiếng Ý, sẽ nói tiếng Ý với mình, nhưng mà mình luôn nói rằng là mình không hiểu. Và chính vì thế các bé chủ yếu phải giao tiếp tiếng Việt với mình. Bà chào bà bác. Tạo ra một không gian đầy ắp tiếng Việt với chị Hạnh, lý do lớn lao nhất đó là khi các con chị có một phần máu Việt thì các con cần phải hiểu tiếng Việt, tiếng mẹ, tiếng ông bà, tiếng quê hương. Chúc mừng năm mới. Ở một góc khác của nước Ý, gia đình chị Mỹ Duyên hiện nay sống ở Milan, một thành phố phía bắc nước Ý, và có một bé trai 3 tuổi. Ở đây thì rất là ít người Việt nên là việc học tiếng Việt rất là khó. Nên mỗi ngày tôi thường nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Anh Ricardo, chồng chị, rất đam mê võ cổ truyền Bình Định Việt Nam và có một lớp dạy võ ngay tại thành phố này. Đó chính là nơi anh chị đã truyền cảm hứng về văn hóa Việt, tinh thần Việt và cả tiếng Việt cho cậu con trai của mình. New Zealand là một đảo quốc xinh đẹp nằm ở Nam Bán Cầu, một đất nước thanh bình, hiền hòa với thiên nhiên tuyệt đẹp. Dunedin từng là thành phố lớn nhất New Zealand. Dunedin nổi tiếng với các công trình kiến trúc tuyệt đẹp có từ thế kỷ 19 và những vùng ngoại ô đồi núi nhấp nhô ẩn hiện những ngôi nhà xinh xắn. Cộng đồng người Việt tại Dunedin rất nhỏ, chỉ khoảng 5 đến 6 hộ dân, và gia đình Jayden là một trong số đó. Cộng đồng nhỏ nên các hoạt động văn hóa quê hương rất hạn chế. Vì vậy, để giúp con học, hiểu rồi yêu tiếng Việt, chị Liên, mẹ của Jayden, đã phải nỗ lực rất nhiều. Và cách chị dạy con học tiếng Việt chính là phải tạo ra một không gian tiếng Việt, dù là chị nhỏ gọn trong ngôi nhà của mình. Jayden rất thích ăn món phở Việt Nam, vì thế mỗi lần mẹ Liên nấu phở, Jayden rất háo hức. Đây cũng chính là cách chị Liên dạy con học tiếng Việt.
thì con luộc cho mẹ. Giải thích cho con những phong tục, nét ăn nếp sống của người Việt Nam. Việc học tiếng ngay trong những ngữ cảnh cụ thể không chỉ giúp Jayden hiểu tiếng Việt mà còn cảm nhận được tình cảm của ngôn ngữ này. Mình làm như thế nào? Sớm phát hiện ra khả năng âm nhạc của con, chị đã quyết định dùng âm nhạc để dạy tiếng Việt cho con mình. Điều đó đã khiến Jayden nghe tiếng Việt, rồi cảm nhận, sau đó biết hát và yêu tha thiết những bài hát tiếng Việt. Quý vị, trong những đêm dài, ai lỡ đường, quên giống nòi, gốc nguồn, trong tiếng Việt, quay về cùng tôi. Và có lẽ đó cũng chính là cái tứ mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ để có thể hiểu vì sao trong tiếng Việt lại giúp chúng ta quay về được cội nguồn. Cùng với những vị khách mời, xin được giới thiệu nhạc sĩ Lê Tâm, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh. Và xin được giới thiệu chị Liên Trịnh, là mẹ của ca sĩ nhí Jayden. Xin cảm ơn bốn vị khách mời. Nghe tiếng Việt, hai chữ đó thì rất là quen thuộc. Thế nhưng tiếng Việt trong Jayden bây giờ là như thế nào? Con rất thích bài của nhạc sĩ Lê Tâm. Có một câu là chưa thành chữ viết ý à, đã ý à, vẹn tròn lời nói. Và con cảm thấy đó là một câu rất là rất ý nghĩa đối với con. Rất ý nghĩa đối với Jayden. Có nghĩa là chưa vẹn tròn chữ viết nhưng đã thấm vào lời nói của mình. Từ bao giờ hả em? Con đã sinh ra và lớn lên ở New Zealand. Mẹ con là người đầu tiên đã giới thiệu tiếng Việt cho con. Con đã rất là thích mẹ hát lời ru, giống như bài Con có mây đi ăn đêm, bài Cho con, Đã ra mây trôi. Có thể nói là có rất nhiều cách để chúng ta có thể mang tiếng Việt đến với các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn nhỏ ở nước ngoài. Vì sao chị Liên lại chọn cách thông qua lời hát ru? Bởi vì nó thấm vào máu, là bởi vì mẹ mình cũng hát ru từ hồi nhỏ, thành ra là mình cũng thích là như vậy. Và đấy là cái cách để có thể là giới thiệu với con cái tiếng mẹ đẻ từ khi mà con, thậm chí là trước khi cả khi mà con chào đời thì tôi cũng đã hát ru cho con khi từ mà con còn mẹ, trong bụng mẹ rồi. Còn những tiếng Việt sau này, còn những câu nói sau này để con có thể thành hình hiểu được tiếng Việt hơn thì chị làm cách nào? Nếu mà nói về tiếng Việt ở nước ngoài thì đấy là một câu chuyện rất là dài và là một cái nỗi niềm chung của nhiều bà mẹ, nhiều ông bố. Các bố mẹ đều rất mong muốn con mình không quên đi tiếng Việt, nhưng làm thế nào? Đây chúng ta nhìn Jayden nói tiếng Việt với một sự rất thích thú. Có thể bạn ý không giỏi, rất giỏi tiếng Việt như là các bạn ở đây, và bạn không có môi trường ngôn ngữ, nhưng mà cái cảm xúc mà Jayden nói
khi nói bằng tiếng Việt, tôi cảm nhận và tôi rất là cảm động. Vì đấy, tôi nhìn thấy đây đúng là một người Việt Nam rồi. Tức là khi em phát âm từng cái câu nói ra, thế có một cái cảm xúc gì đó ở đó. Thì vậy thì người mẹ vẫn là rất là quan trọng, người bố, người mẹ. Đó là những người không quên nói tiếng Việt với con ở trong gia đình, không sợ rằng con sẽ không hiểu, bởi vì nó còn thông qua một cảm xúc của bố mẹ và con cái nữa. Chắc chắn là tiếng Việt đã đến với Jordan một cách rất là tự nhiên qua lời ru của mẹ rồi, dạ, qua cả âm nhạc nữa. Dạ. Âm nhạc đóng một vai trò vô cùng quan trọng để chúng ta yêu hơn tiếng mẹ đẻ của mình, phải không ạ? Tiếng Việt thì có một điều chắc chắn là nó rất đẹp. Cái đẹp đấy mà nó nằm ở trong cái thanh điệu. Cái thanh điệu của chúng ta nó rất là quý. Trên bản thân cái tiếng Việt nó đã là âm nhạc rồi. Như là cái bài thơ của Lưu Quang Vũ viết ấy, tiếng ríu rít nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh, như gió nước chẳng thể nào nắm bắt, dấu hiền trầm, dấu ngã chênh vênh. Tôi nhớ cái bài hát của anh Lê Tâm mà phổ nhạc và bài thơ của Lưu Quang Vũ. Và tôi nhớ là khi ở nước ngoài, khi ở Nga, cái lần nào nghe về đấy cũng khóc. Nhất là cái đoạn là mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi. Rõ ràng bởi vì đấy là cảm xúc chung của những người xa xứ, những người mà luôn tha thiết được nghe tiếng nói của mình vang lên ở đâu đó khi chúng ta đang ở nước người. Nó cho mình cảm giác êm ấm, yên tâm, bình tĩnh để có thể ở nước ngoài chúng ta sống tiếp mà chúng ta có một góc Việt Nam. Bởi vì rõ ràng nếu như không có điều đó mình sẽ thấy rất bơ vơ.